Và bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục 30 phút tiếp theo của cà phê ngày mới sáng nay mở đầu với tiểu mục quen thuộc điểm báo. Nơi chúng tôi lựa chọn ra một số đầu báo đáng chú ý để cùng với quý vị chúng ta có thêm những góc nhìn chuyên sâu trong một số vấn đề kinh tế xã hội. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng tín dụng ngân hàng. Vâng rõ ràng là trong tuần vừa qua thì thông tin nóng về việc là các ngân hàng được nới room thì được rất là nhiều người quan tâm, không chỉ từ phía chính các ngân hàng mà chúng tôi thấy rằng là các doanh nghiệp thì cũng rất là quan tâm. Khi mà đã trải qua hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và sau đây thì chúng tôi cũng xin được thông tin chi tiết tới quý vị. À, cụ thể là vài ngày sau khi được ngân hàng nhà nước nới hạn mức room tín dụng thì việc giải ngân tại một số ngân hàng thì vẫn gặp phải khó khăn do tỷ lệ được phân bổ quá ít doanh nghiệp hỏi đến nỗi nhân viên ngân hàng sợ phải nghe điện thoại. trong khi đó thì đã xếp hàng chưa quá lâu nên là các doanh nghiệp thì rất nóng lòng được vay vốn khi mà mùa làm ăn cuối năm đã đến gần và tờ tuổi trẻ cũng làm rõ thực tế đang tồn tại lạm phát tăng khiến cho ngân hàng nhà nước siết tín dụng song song với đó chính là hút tiền về qua kênh tín phiếu và bán ngoại tệ tiền đồng khan hiếm khiến cho các ngân hàng phải tăng cường vay mượn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng và đã đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao song song với đó là tăng lãi suất huy động vốn từ người dân từ đó dẫn tới cuộc chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng trong thời gian gần đây và mặt khác là vì tín dụng bị siết doanh nghiệp phải tăng cường dùng vốn tự có khiến cho nguồn tiền bị rút ra khỏi hệ thống ngân hàng Thêm nữa, lạm phát cao khiến cho người gửi tiền cũng tính toán chuyển vốn qua kênh đầu tư khác thay vì gửi tiết kiệm. Do đó, dù lãi suất huy động tăng, nhưng tăng trưởng huy động vốn toàn hệ thống từ đầu năm tới nay luôn ở mức thấp hơn tăng trưởng tiến dụng. Và chúng ta có thể thấy là việc vay ngân hàng khó khăn khiến cho nhiều doanh nghiệp càng lao đao. Trong khi đó, một bộ phận người dân cũng khốn khổ hơn vì không có việc làm, lại còn bị cò ăn chặn tiền bảo hiểm. Và đây là nội dung được phản ánh trên báo Thanh niên số ra sáng nay trang 5 với bài viết là Cò bảo hiểm ăn chặn tiền của người thất nghiệp sẽ được chết đọc cùng quý vị. Theo điều tra của phóng viên Thanh niên, nhân viên một cửa hàng photo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngang nhiên lôi kéo khách vào nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp rồi thu tiền trái phép. Trong khi đó ngay trước cổng trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh, cò cũng công khai chèo kéo người thất nghiệp. Rất nhiều người đã mất tiền chỉ vì lý do vào đây nộp cho nhanh nhưng cũng có trường hợp lầm tưởng tìm photo chính là cơ quan nhà nước. Đáng chú ý trong quá trình thâm nhập thực tế, phóng viên thanh niên được một nhân viên bảo vệ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những đối tượng cò nhận hồ sơ đã hoạt động từ trước cổng trung tâm nhiều năm nay. Khi người dân đến hỏi địa chỉ nộp hồ sơ, nếu bảo vệ nhắc nhở không làm qua cò kẻo mất phí thì liền bị đe dọa. Rõ ràng là sau hơn 2 năm đại dịch thì bây giờ cuộc sống đang gần dần quay trở lại với tất cả các ngành nghề lĩnh vực và người dân thì cũng mong muốn rằng sẽ sớm ổn định được cuộc sống của mình. Và trong lúc đó thì chúng ta cũng song song với việc là phát triển kinh tế. Và nói về câu chuyện phát triển kinh tế thì sẽ có rất là nhiều điều rất là nhiều mảng sẽ cần được quan tâm. À, thưa quý vị, Cát Lái thì là cảng container quốc tế lớn nhất Việt Nam, đầu mối trọng điểm trong hệ thống cảng biển vùng Đông Nam Bộ nhưng suốt nhiều năm đã bị bủa vây bởi ùn tắc làm suy giảm hoạt động kinh tế toàn khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai hàng loạt dự án trọng điểm để có thể giải cứu giao thông cho cảng cát lái. Tờ thanh niên thông tin, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi Bộ Giao thông Vận tải công văn kiến nghị mở tuyến đường nối cảng cát lái Phú Hữu tới cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây, vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ vọng sau khi hình thành đây sẽ là đường chuyên dụng chủ yếu phục vụ vận tải hàng hóa vào cảng cát lái Phú Hữu, góp phần chia sẻ lưu lượng, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông các tuyến đường Nguyễn Thị Định. Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh, đồng thời kết hợp điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, bổ sung các khu vực dịch vụ logistics lân cận cụm cảng cát lái Phú Hữu. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, không nằm ngoài bài toán giao thông chung của thành phố, khó khăn lớn nhất đối với các dự án giảm tải ùn tắc khu vực cảng cát lái hiện nay vẫn là nguồn vốn. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bình luận liên quan đến thị trường. Cụ thể là mặc dù đã giảm mạnh so với mức tăng chạm ngưỡng 140 đô la Mỹ một thùng vào tháng 3 năm 2022, tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cho rằng giá dầu thế giới vẫn đang có xu hướng tăng do chính sách điều hành của nhiều quốc gia và kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế thế giới trong thời gian tới. Trên tờ công thương số ra sáng nay, trang 4 năm còn cho biết cụ thể hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, tác động của giá xăng dầu tăng sẽ khiến gia tăng rủi ro và giảm phục hồi của nền kinh tế. Bởi nếu giá dầu chỉ còn tăng 10%, thì chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng theo 0,36% và tăng trưởng kinh tế cũng giảm đến 0,5%. Cụ thể trong bài báo dự báo giá dầu vẫn tăng, giả pháp nào ứng phó trên báo công thương thì để ứng phó với giá xăng dầu có thể tăng trong thời gian tới, theo chuyên gia kinh tế, các bộ ngành cần tính toán dư địa để tiếp tục giảm thuế phí trong bán lẻ xăng dầu hiện nay, cân nhắc giảm thuế VAT với các mặt hàng xăng dầu tới hết năm 2022, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu xăng dầu như kinh nghiệm các quốc gia khác đã áp dụng. Ngoài ra, còn tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, yêu cầu doanh nghiệp công khai minh bạch về giá cả, cần các giải pháp tổng thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong cả nước và nhập khẩu điều tiết hệ thống phân phối tránh đứt đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên các số báo ra vào buổi sáng ngày hôm nay thì rất nhiều những lĩnh vực được quan tâm và trong đó có những câu chuyện về giáo dục. À, thưa quý vị dù mới chỉ bước vào đầu năm học mới nhưng tại nhiều tỉnh thành đã liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường, thầy giáo giết hại đồng nghiệp, giáo viên đánh học sinh, học sinh đánh nhau, phụ huynh đánh học sinh. Và các chuyên gia cho rằng, ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương cần phải có phương án xử lý nghiêm để hạn chế tối đa hành vi này. Cụ thể chia sẻ với lao động về vụ việc này, Thạc sĩ Lê Thị Loan, nguyên phó trưởng khoa giáo dục Học viện Quản lý Giáo dục nhận định, bất cứ ai hay là ở bất cứ ngành nghề nào cũng có thể mắc phải khuyết điểm nhẹ là vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội, nặng hơn là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên khi là các thầy cô giáo, người lao động trong ngành giáo dục thì phải rất nghiêm khắc với việc rèn luyện bản thân và chuẩn mực trong từng hành vi. Phân tích về nguyên nhân khiến bạo lực học đường mãi không giải quyết được, Nguyên Phó trưởng Khoa Giáo dục cho rằng một trong những nguyên nhân là do chưa có phương án xử lý nghiêm để hạn chế tối đa hành vi này. Bạo lực thì xảy ra ở nhiều môi trường, và bên cạnh trường học như chúng ta vừa đề cập thì gia đình cũng là một trong những nơi nhức nhối nhất liên quan đến bạo lực. Cụ thể, tại dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình ngày 19 tháng 8 năm 2022, mục y khoảng 1 điều 3 đã quy định hành vi bạo lực gia đình là cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng ở tờ pháp luật Việt Nam đã trích dẫn nhiều ý kiến cho rằng cần ghi nhận hành vi bạo lực tình dục của thành viên này đối với thành viên khác trong gia đình, không nên khu biệt hẹp chỉ nằm ở trong phạm vi vợ chồng. Cụ thể trên trang 13 với bài viết là xâm hại tình dục trong bạo lực gia đình không nên khu biệt trong phạm vi hẹp. Bởi trong thực tế còn có nhiều hành vi, nhiều thành viên khác trong gia đình có hành vi ép buộc tình dục trái ý muốn, trái pháp luật với nhau theo un women nếu như quy định cấm cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn thì luật bao gồm đầy đủ tất cả các hình thức tình dục không đồng thuận như hiếp dâm và bạo lực tình dục trong hôn nhân nếu có được quy định cấm như vậy là rất quan trọng vì hiếp dâm trong hôn nhân là một hình thức xâm hại phổ biến hiện nay trong mối quan hệ vợ chồng Tiếp tục sẽ là những thông tin về giao thông đáng chú ý trên các trang báo. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin về việc nghiên cứu bố trí làn đường riêng cho xe đạp trong kế hoạch chống ủn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 đến của thủ đô. Có thể thấy lợi ích từ việc sử dụng xe đạp đối với đời sống khá rõ rệt, tuy nhiên để có thể thực hiện hóa thì sẽ cần phải có một chặng đường khá dài. Tờ Phụ nữ Việt Nam trên trang 5 trích ý kiến của nhiều chuyên gia cho nhận định này nếu mở thêm làn đường dành cho xe đạp mà không được quản lý tốt nó sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề khác cần giải quyết theo chuyên gia nghiên cứu giao thông nguyễn xuân thủy chúng ta phải phát triển mạng lưới giao thông công cộng trước sau đó động viên người dân sử dụng xe đạp để đảm bảo an toàn giao thông giảm tai nạn và ủn tắc còn theo kiến trúc sư trần hữu ánh chuyên gia nghiên cứu giao thông đô thị cho rằng để hiện thực hóa thì cần phải có một quãng đường dài nhưng chúng ta không bắt đầu đi thì không bao giờ đến tuy nhiên việc khởi động này là phải là một cuộc thảo luận của toàn xã hội chứ không chỉ dừng lại ở một dự án